nó khó vậy ta? Hay là các thám tử biết là mình là ca sĩ, hát bình thường thì dễ, nên là phải cho một thứ gọi là trái ngành trái nghề như thế này để mình học. Nhưng mà không sao chị, các bạn ạ. Bây giờ chị Up sẽ đi gặp một gọi là thần đồng 6 tuổi chuyên về hát lip sync để mà em ấy có thể dạy cho chị Up có thể thọ giáo để về gặp lại tất cả các thám tử và chị Sĩ Thanh một cách gọi là trơn tru. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Du lịch Kỳ Thú. Và ở đây thì chị Up đã có những cái bảo bối này. Rồi các bạn ạ, sau một hồi điều tra thì cuối cùng chị Up cũng đã tìm được đến trường của bé Bối Bối. Và bây giờ mọi người theo chân chị Up đến để giải mã kỳ tài nhé. Chào con. Nhận ra chú không? Chắc tiếp xin lắc léo chứ không còn mong chi sao. Wow, 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 wow. Biết chút trước tiếp đây làm nên tội gì. Hoàng tử manly đàn ông quá à. Ví dụ như là phim gì nè? Ta thích coi Thủy Thủ Mặt Trăng. Không nhận ra luôn. Chết rồi. Chú có thể, con có thể dành chút thời gian cho chú không? Chú phỏng vấn con một vài câu nhá. Được không? Này ở đây. Này chú mang cho con. Chú mang cho con một đống quà luôn à? Nếu mà con trả lời câu hỏi của chú ấy thì chú tất cả đống này sẽ thuộc về con. Ok không? Được không? Trời ơi! Chết rồi! Sao ta? À! Còn cái này phần của ba con mà. Cái này ông cho ba con mà. Hôm nay ba con đã đưa chú để lấy niềm tin với con. Ngập thôi. Anh không đi cùng em à? Không, anh bây giờ anh tại vì anh còn lịch với công việc nữa, anh có hẹn khách. Sợ là Bối lâu ngày không gặp em quên, không giao tiếp đâu. Thế thì em không hoàn thành được nhiệm vụ ngày hôm nay mất. Dạ, anh cũng không biết làm sao. Rồi. Bộ phim gì ạ? Bùa hộ mệnh của em. Phải có niềm tin. Em tin là em sẽ gặp được bé. Em sẽ đi một mình. Anh cho em mượn cái này thì chắc Bối tin rằng là em là bạn của anh. Hóa ra là phải có niềm tin, là phải có cái gì đó để làm tin cho Bối. Chú là bạn của ba con thì chú gọi điện thoại. Chú là bạn của ba Hải, ba Hải này. Chú là bạn của ba con thì chú gọi cho ba con đây. À, phải gọi điện cho ba con nữa hả? Rồi, ok. Đây, chú gọi cho ba con xác thực nào. Alo anh Hải à? Anh ơi, em Chiếp đây. Anh xác thực về bé là em là bạn của anh, giúp em nhá. Ba ơi, có phải bạn của chú nào không? Chú là bạn của ba. À, ok, em cảm ơn anh nha. Rồi, giờ con tin chú chưa? Tin rồi đúng không? Ok, thế bây giờ chú cháu mình sẽ dành ra một khoảng thời gian để trò chuyện nhá. Cái này học mà. Trước tiên này chú muốn hỏi là chơi gì lâu dữ chú rồi. Biết là tên thật của con là An Nhiên thì sao con lại lấy tên là Bối Bối? Ở nhà con tên là Bối Bối, ở đây con tên là An Nhiên. À, là tên thật của con là An Nhiên, còn ở nhà thì ba mẹ cưng gọi là Bối Bối nên là lấy luôn làm tên nghệ danh đúng không? Coi nhá thì chú thấy là khuôn mặt biểu cảm của con ấy rất là tự nhiên và cảm giác là rất là cuốn hút chú ấy. Không biết là con học những cái biểu cảm như vậy ở đâu ra? Ba con dạy cho con thôi. Ba là thầy luôn đúng không? Ngộ ghê vậy đó hà. Bên Tàu á, đàn ông mà chết vợ lấy thêm một vợ nữa, cái người ta kêu hai chữ thân thương vậy đó hà. Kế mẫu. Còn Việt Nam mình cái tự nhiên cái kêu gì ghẻ à? Cái trắng tươi vậy có ghẻ nào? Có biết ghẻ nào đâu? Giận chứ. Thế bình thường hai cha con quay như vậy có mất lâu không? Mất tầm 1 tiếng, 2 tiếng không hay là chỉ cần 5-10 phút là xong? Ít thôi, ít chứ không phải nhiều. Không có làm thời gian. Là quay nhanh luôn? Quay nhanh. Thế kỷ lục của Bối là một ngày quay được bao nhiêu clip? Một ngày con cũng quay 2 clip. À, 2 clip thôi. 2 clip mà xong rồi có một ngày có 1 clip. Không biết là Bối bắt đầu thích và bắt đầu làm clip về hát lip sync từ bao giờ? Ba thích
con quay thôi. Thì sở thích của bé thì không phải là lip sync hay là nhép gì đâu. Sở thích của bé chỉ là múa nè, bơi nè, rồi chơi vậy thôi. Nhưng mà mình thì phụ huynh cho nên mình biết được cái năng khiếu của bé đó. Cho nên bây giờ mình phải tìm cách nào đó mình trung hòa lại để cho sau này bố lớn lên, ví dụ bố có đam mê cái nghề này thì bố có thể tự tin hơn vậy thôi. Thế ở trường là bố thích môn gì nhất? Thể dục. Rồi, thích thể dục đó hả? Bình thường mấy bạn nữ mà chơi với chú á, mà chú hỏi thì thích toàn thích những môn nhẹ nhàng hơn không ạ? Dạ, vì con thấy môn thể dục á là thứ năm á là con thấy là có trò chơi, có vui. Bây giờ trong tương lai bố có muốn trở thành ca sĩ, diễn viên hay sao không? Một ngôi sao? Giáo viên. Nhưng có thích làm giáo viên hả? Thế có thích làm ca sĩ à? Không thích làm diễn viên à? Còn thích. Thích cả hai luôn? Ok, làm cả hai luôn. Mình phải nhỏ nhưng mà mình mơ mộng lớn con ạ. Ok. Bố ơi, chú rất là muốn con có thể hướng dẫn chú một lần để chú có thể có cơ hội để quay TikTok với con được không? Ok. Biến đi. Chơi với em đi á. Một mình em thì sao chơi được? Biến đi, tao nói không chơi mà. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Móc mắt giật. Trời bố ơi, dễ thương quá à. Con thấy chú có tiềm năng để quay TikTok như con không? Có. Có. Trời, thật không? Được, cảm ơn con. Rồi. Con cũng khá là gọi là nổi tiếng á, thì đi học các bạn có đối xử với mình như bình thường không? Bình thường á, con cũng chơi với con. Mấy bạn chỉ nói con là nổi tiếng thôi. Chị Hấp sẽ đi học, học lại cấp 1. Vui quá. Đây thì cả lớp vỗ tay đón chào bạn Hấp. Cuối cùng thì Tia cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên được làm một mình trong chương trình du lịch kỳ thú. Mong là các anh chị sẽ dương cao đánh khẽ cho em, đừng bắt nạt em quá nhiều. Vâng, cảm ơn các anh chị. Không, cái này dễ thương mà. Nhiệm vụ này anh thấy em hoàn thành rất là tốt đó. Dù mà bé cao là mét bao nhiêu vậy em? Nặng bao nhiêu ký? Bé có tài năng diễn xuất đấy, có năng khiếu đấy. Bây giờ yêu cầu mọi người hãy bật lại khúc hát con chim điên để không, cho em, bạn Khoa thể hiện tài năng. Em nè, không học hỏi nè. Nhép, đúng rồi. Nhanh lên. Em không có khả năng nhép. Trời ơi, người ta khiêm tốn. Nhưng mà khả năng diễn xuất chắc phải có thể. Một lần khiêm tốn bằng bốn lần kiêu hãnh. So sánh với hình ảnh của bé nhép. Chuẩn bị. Hình ảnh nó nào nè. Đâu so sánh với Tiếp kìa. So sánh với em thôi, hai người nghiệp dư với nhau thôi. Chim điên nè. Nói chung em không cần nhép mặt em cũng đã điên rồi. Rồi đó, thử đi nào. Em cứ nhép đi. Chuẩn bị nè. Đi còn ăn cơm tối nè. Nhép nè. Cố lên anh Khoa. Cố lên Khoa ơi. Rồi mày nhép chưa? Anh nhép gì quá. Con này nó hát em không nghe là để anh nhép luôn á. Nó nhép kìa. Nó là con chim đi em mà. Bởi vậy nó nhép cực khó luôn á. Đâu phải ai cũng làm được đâu anh. Giờ tự nhiên qua đây nó á cái luôn á. Chấm điểm đi. Thôi được rồi quý vị. Bây giờ chúng ta hãy bình tâm và hãy công tâm. Chúng ta sẽ bình chọn cho hai nào? Thám tử ở cái vai trò, ở cái nhiệm vụ đầu tiên đó là đi câu cá của thám tử May. Xin mời quý vị đưa ra biểu quyết của mình. 1, 2, 3. 3. Cho tôi đỏ xem cái nào. Rồi. Có 3 đỏ và 2 đen. À, chúng ta sẽ quay qua nhiệm vụ của T-Up. Gì vậy cô? Đưa lên thôi.
Wow. Sao vậy anh Mây? Tại nãy em đưa anh đen, anh giờ em đưa em lại đen. Trời ơi, cả trời, thùng nó không có anh, sự công bằng á. Già cả rồi đi. Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi luôn á. Em là mới vào thôi nghề. Không sao cả. Dù sao thì cũng có tới 4 cái đỏ lận, chỉ có một cái đen hắc ám này thôi. Vậy thì chúng ta sẽ trao cái huân chương này cho Thi Up, bởi vì hãy khuyến khích bạn ấy chiến đấu, thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khán giả giao cho. Đây, ám tử vui nhộn. Ý kiến đầu rồi, chim nó bị động kinh rồi. Về em, về.